tuần này các bác nhá. Trước mắt các bác là một cặp loa bát 30 cách sơ đồng để cho mình gửi cho một bác khách ở trên Hà Nội. Cặp loa này trong tối ngày hôm qua lên sóng thì cũng có giới thiệu mọi người có mức giá thanh lý là 6.600.000 bát 30. Con này chính chắc đánh rất là sáng, bát đánh sâu mềm. Cái giá chỉ có 6.600.000 một cặp loa bát 30 mà hàng bãi xịn. Thì nói thật các bác là cái cặp này nó ám em quá là lâu rồi. Đấy. Hôm nay hôm qua tối lên sóng livestream thì em có giá thanh lý báo cho các bác là 6.600.000. Thì cứ phải bán lỗ vốn thì nó mới cá trôi được. Nhiều khi nó nhìn nó ngứa mắt tại vì cặp này nó ở đây nó cũng khá là lâu rồi. Còn về cái độ chất âm cũng như là cái bát check zin hết nhá, bát check zin nguyên bản chưa sửa chữa, chất âm con này rất là hay. Đấy, trước khi gửi đi cho các khách ở trên Hà Nội thì em cũng test qua một đoạn nhạc. Đấy, hơi bẩn tí nâu đi cho nó sạch, thùng cân rất là đẹp nhá. Còn về cái hình thức vỏ thùng bên ngoài thì nó có hơi xước sát tí tại vì hàng bãi không thể tránh được. Đấy, không thể tránh được cái vấn đề xước sát. Còn mặt mũi là đẹp. Loa bát check zin. Ok chưa? Chất âm quá là ngọt luôn. Em có một bộ mic dòng Beyer vỉ xanh. Giá chỉ có 1.650.000 thôi. In 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 1 2 6 7 8 9 10. Tiếng rất là hay. Giá chỉ 1.650.000 thôi. Kỳ dày dặn và sáng. Anh em nào chốt thì triển chiêu luôn. Đây, và đây đang ghép là con vang Siso 1080. Con đẩy thôi. Tiếng đã hay đến như vậy rồi. Ok anh nhá. Đây, em cũng chuẩn bị để đóng luôn, gửi luôn cho anh để sớm nhận được về sử dụng. Em còn rất là nhiều những mẫu loa khác. Bác nào cần tư vấn hay là cần xem hình ảnh những cái mặt hàng nào thì các bác cứ nên liên hệ trực tiếp với em qua hai số điện thoại ở đây trên đây. Các bác cứ kết nối vào Zalo em sẽ gửi ảnh cho nhé. Báo giá tất cả những mặt hàng em bán đều có giá công khai. Rồi, xin chào toàn thể các bác.